Và theo như lời của chú Trung cũng đã cảm ơn các chị đã làm món ăn rất là ngon. Thế là sáng nay bên thầy xin gửi lên cái gì thì mời hả? Cảm ơn. Này là cánh buồn nghiêng nghiêng nét chữ cô âm thầm. Này là bánh chưng mẹ ra từ tay gói gửi cho con. Này là áo ra tới chiến trường mang chung tên họ vương thương mẹ. Ngồi đồng lá thư đơn sơ ta tiếng bắt chương còn tròn. Nhìn dọc bắn chừng mà lòng được thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len vào tôi nghe thương trong hồn chơi vơi. Khi xuân về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân lạ ở đây. Tôi xin cảm ơn cảm ơn ai khi xuân về
mỉm cười tình đi một nơi. Thật nhiều bên yêu đơn sơ ta khiến tôi xin gửi về. Gửi về tình yêu vài đời của con chúc mừng năm nay. Và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu người cho tất cả xuân hồng ngày mai. Và gửi đến em bao những tất cả xuân hồng ngày mai.